Hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng ứng dụng mang thương hiệu Protect, ứng dụng màu vàng có hình xe ô tô. Các bạn ấn vào mở phần mềm. Bây giờ các bạn sẽ cung cấp mật khẩu và tài khoản cho phần mềm. Ở đây thì mình theo dõi. Đây là giao diện tổng quan các bạn nhé. Ở trên màn hình sẽ là hình của chiếc xe máy của mình. Mình click vào xe thì hiện ra thông tin là gồm là biển số của mình này, trạng thái xe đang dừng, thiết bị đang sạc. Các bạn để ý ở dưới này có cái địa chỉ của hiện tại. Dưới nữa sẽ là những mục menu của phần mềm. Thì ấn vào mục thiết bị. Ở trong mục thiết bị nó ra một cái thông tin bảng mới và mục xem lại. Nó vào đây thì mình xem lại hành trình đi của mình. Mình ấn vào xem lại thì bắt đầu lộ trình của xe sẽ chạy, di chuyển ở đâu, vị trí tốc độ bao nhiêu. Đây là một thông tin. Vào đây sẽ là những thông tin chính của xe mình, như biển số, biểu tượng email, thiết bị, số SIM, loại thiết bị, ngày kích hoạt. Cài đặt một số chức năng như quá tốc độ, động cơ mở, động cơ tắt.